Ủa, đi mà ăn hai con cái nữa chi vậy? Tao bảo mày để nhà mà. Lên cầu nguyện cho con. À. Các bạn đang ở một cái nơi gọi là rừng thiêng nước động. Đây. Là sao? Có đường kia á. Đỉnh gì mẹ con chưa đỉnh kia mà. Đi luôn. Gì đường mà. Trời gì? Đập mắt hả? Đó. Lên nữa kìa, thấy con kia kia kìa. Đường này ghê quá các bạn ơi. Phải nói là bây giờ là hết cầu thang rồi. Chúng ta phải đi vào tự giác. Đây mới là phường nè. Anh Nhật thấy sao? Anh thấy mệt. À, cố gì nữa thôi. Ồ, nên này có phải là rừng thiên nước động ấy cái gì một rồi là chúng tôi đã quyết định đi theo đường này. Không còn đá như là lần này nữa mà đó là chỉ lá khô thôi. Tôi cảm thấy rất là mệt. Còn đường không? Hả? Còn. Đâu? Lên nữa coi. Ok. Tôi sẽ bám sát anh luôn. Các bạn đang đi theo đường Đài Làm Pin TFS. Lỡ tí nữa thấy cọp thì sao? Cọp làm sao? Ghê quá à. Để đến chúng tôi là ở đây như thế. Đây 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 đâu vậy? Trời lấy đỉnh rồi. Ôi giờ trời đất ơi. Đây. Sao quá sao đi được? Không sao, lên đây. Ok, yeah. Đó. Trời. Hả? Bên đây. Đâu? Cha. Yeah. Quá. Trời cao quá à. Trời. Tao không nghĩ tao mà lên tao tới đây luôn đó mày. Mấy giờ rồi? 5:20 rồi. Chết. Là sao mà xuống dưới kịp? Mày sắp lạnh đi kìa. Tối nay ngủ ở đây luôn. Ok, được đó. Nhưng mà mày có học quen không? Không. Ôi mẹ ơi. Đập đá ra đi nữa. Ok. Sao kiến nào rớt lại chẳng ai lấy mày. Cái miếu hả? Đó. Lạc hả?